tất cả quý vị đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Kim Thảo ơi, cô có một câu hỏi dành cho Kim Thảo đó. Điều gì làm Kim Thảo vui nhất khi mà tham gia chương trình Món Ngon Mỗi Ngày? Cô Hà hỏi như vậy, em chắc trả lời đến tối luôn á. Vậy thì cô sẽ ưu tiên cho em chọn ra hai điều mà em thích nhất. Hai điều thôi hả cô? Vậy chắc là điều đầu tiên là được đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày là được thưởng thức các món ăn ngon do các đầu bếp mà thực hiện nè. Còn điều thứ hai đó chính là khi chương trình nhận được những phản hồi tích cực từ phía quý vị khán giả. Cô cũng vậy đó Kim Thảo. Cứ mỗi lần nhận được thư hay là điện thoại hay email của khán giả chia sẻ về những cảm nhận của các món ăn hay là chia sẻ về công thức, cô có cảm giác là mình giống như được tiếp thêm lửa vậy. Và đó chính là nguồn động lực để cô có thể nghĩ ra thêm những món ăn ngon để giới thiệu tới mọi người. Và thí dụ như là một cái cuộc điện thoại mới vừa gọi hồi nãy nè. Vậy hả cô? Cuộc điện thoại như thế nào mà làm cho cô Hà của chúng ta có vẻ là rất là vui đây? Thì bây giờ Kim Thảo nghe đi rồi sẽ biết. Dạ đồng ý. Xin chào chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Không biết chương trình còn nhớ tôi không? Đợt trước tôi có nhờ chương trình hướng dẫn món ếch xào lá tí tô cho bà xã của mình. Món này bà xã tôi rất thích và cứ tóm tắt khen mùi thơm của lá tí tô. Hôm nay tôi gọi điện đến chương trình, trước hết là cảm ơn. Thứ hai, mong chương trình hướng dẫn cho tôi món khác cũng có lá tí tô để chiêu đãi gia đình. Chương trình giúp tôi nhé. Bây giờ thì em hiểu tại sao cô Hà lại vui như vậy rồi. Cô hãy nghĩ ra một món nào đó có nguyên liệu là tía tô để giúp cho anh khán giả rất là quen thuộc của chương trình mình đi cô. Cô nghĩ ra món đó từ nãy giờ rồi. Cô, vậy cô chia sẻ luôn cái tên cụ thể của nó đi cô. Món ăn của chúng ta ngày hôm nay có tên gọi là nghêu chiên khoai tía tô. Cô ơi, để chuẩn bị cho món này thì chúng ta sẽ cần chuẩn bị cụ thể là những nguyên liệu gì vậy cô? Để làm món này thì chúng ta cần chuẩn bị khoai môn cao cắt sợi, khoai lang cắt sợi, thịt nghêu, tía tô cắt sợi, hành lá cắt nhỏ, nước dừa tươi, tỏi băm, ớt băm, hành tím băm, nước cốt chanh, các loại gia vị thông thường và aciquit bột chiên giòn hải sản. Cô Hà ơi, cái này là mình để nghêu sống rồi mình tách ra mình lấy thịt nghêu hả cô? Đúng rồi, mình mua nghêu về và chúng ta sẽ ngâm khoảng 2-3 tiếng đồng hồ cho nghêu sạch cát. Sau đó chúng ta sẽ cạy ra lấy phần thịt nghêu và bỏ đi cái phần túi đen của nghêu á, thì chúng ta sẽ được phần nghêu như thế này. Cô sẽ cho phần nghêu này vào trong cái tô và cô sẽ ướp vào trong nghêu là nửa muỗng cà phê tiêu, một muỗng canh, hành tím băm và tỏi băm. Cho luôn cả phần khoai lang nè. Phần khoai môn này vào trong tô ha. Thường em chế biến khoai lang ở nhà em gọt ra một cái là nó đen liền à. Sao mà khoai lang của cô có màu đẹp dữ vậy? Sau khi chúng ta cắt sợi khoai lang xong thì chúng ta sẽ ngâm vào trong nước để loại bỏ hết cái nhựa trong khoai, như vậy thì khoai sẽ trắng hơn. Em xin cảm ơn cô. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta nhớ là sẽ ngâm khoai lang vào trong nước để khoai lang loại được bớt nhựa, đồng thời sẽ trắng hơn nha quý vị. Cho thêm cả cái phần lá tía tô và cả phần hành lá vào trong cái hỗn hợp này, trộn đều nó lên. Và bây giờ thì chúng ta sẽ pha bột. Đối với lại bột aciquit, bột chiên giòn hải sản này thì chúng ta sẽ pha theo công thức trên bao bì. Dạ. Chúng ta sẽ khuấy cho bột thật là tan đều. Giờ thì cô sẽ cho luôn cái phần bột này vào trong hỗn hợp khoai, nghêu và tía tô ha. Dạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ để cái này sang một bên. Kim Thảo nghĩ bây giờ mình sẽ làm gì ha? Bây giờ mình bắt chảo dầu lên mình chiên cô. Chưa, chúng ta còn một công đoạn nữa khá là quan trọng, đó là chúng ta sẽ pha nước mắm trước đi đã. Nửa chén nước dừa tươi này chúng ta sẽ thêm vào 2 muỗng canh đường. Dạ. 2 muỗng canh nước mắm. Sẽ cho một chút xíu bột ngọt vào đây. Chúng ta khuấy cho nó tan bớt và sau đó thì chúng ta sẽ nấu sôi. Kim Thảo và quý khán giả lưu ý là đối với lại nước mắm mà có sử dụng nước dừa thì chúng ta nấu sôi lên, như vậy thì nước mắm sẽ thơm ngon hơn, đồng thời lại rất là dễ bảo quản. Và sau khi chúng ta nấu xong, chúng ta để nguội thì mới cho tiếp thêm là khoảng 1 muỗng canh nước chanh và 1 muỗng tỏi ớt băm tùy theo ý thích. Bây giờ thì mới tới là công đoạn chiên nghêu đây. Và đây là 2 cái khuôn bánh. Nếu chúng ta không có khuôn bánh thì chúng ta cũng có thể là sử dụng một cái vá có cái phần đáy hơi bằng phẳng, chúng ta chiên cũng có thể được thưa quý vị. Cô sẽ cho cái phần khuôn bánh vào trong dầu này luôn và đun chờ nên nó nóng lên luôn. Để làm gì vậy cô? Khi chiên thì bánh sẽ tróc ra một cách dễ dàng hơn. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta nhớ là sẽ làm nóng khuôn bánh trước khi cho bột vào chiên để bánh của chúng ta dễ tróc ra khỏi khuôn. Cho một ít phần nhân này vào trong cái khuôn bánh. Và chúng ta sẽ chiên từ từ để cho cái bánh nó chín vàng ha.
Rồi, và bây giờ thì bánh đã tróc rồi nè. À, của em cũng vậy nè cô. Bánh rồi, từ tróc ra rồi. Sau đó thì cho tiếp mà phần nhân bánh vào đây chúng ta chiên tiếp. Wow, màu rất là đẹp. Cô sẽ bày ra dĩa ha. Và bây giờ thì cô sẽ mời Kim Thảo nha. Dạ, em cảm ơn cô Hà. Rồi. Lớp bột ở bên ngoài thì giòn rụm luôn á cô, nhưng mà bên trong vẫn còn giữ được cái độ dẻo dẻo rất là ngon nè. Rồi ăn chúng một con nghêu thì thịt nó rất là ngọt. Còn bên cạnh đó thì Kim Thảo thấy là khoai lang cũng như là khoai môn câu của chúng ta nó giòn ơi là giòn, có mùi thơm đặc trưng của tía tô nữa. Kim Thảo hy vọng rằng món nghêu chiên khoai tía tô sẽ làm hài lòng vị khán giả rất là quen thuộc của chương trình, và chắc chắn rằng chị nhà cũng sẽ rất là thích món này. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Món Ngon Mỗi Ngày sẽ rất vui nếu nhận được những phản hồi của quý vị khi mà quý vị thực hiện món nghêu chiên khoai tía tô này. Xin hãy gửi về cho chúng tôi những cảm nhận của quý vị nha. Ở hộp thư rất là quen thuộc, đó là hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn. Hoặc là quý vị có thể gọi điện thoại đến Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam. Số điện thoại là 0838237557. Quý vị cũng có thể truy cập vào trang web chính thức của chương trình, đó là mongonmoingay.com, hoặc tìm từ khóa Món Ngon Mỗi Ngày để đến với trang web của chương trình. Đến đây thì chương trình cũng đã hết rồi. Đầu bếp Thu Hà cùng với Kim Thảo xin chào và hẹn gặp lại.